Sau đây là lễ trao bằng của cháu Phong. Mời anh Đức Quỳnh lên trao bằng cho cháu Phong. Mời anh Bắc Ly, phó 2 của đội Sơn Tông Bình lên trao chiếc vòng may mắn cho cháu Phong. Mời anh Đức lên trao chiếc lô và cái chổi cho cháu Phong. Mời anh Hoàng Duy Đỗ lên trao phần quà cho cháu Phong. Mời anh Kiki lên trao bó hoa đẹp nhất trong năm cho cháu Phong. Và sau đây là anh Tông Bình 92, trưởng đội Sơn, sẽ trao một phần quà nho nhỏ. Ôi, chú có cái phong bì gọi là mừng chúc mừng cháu, gọi là lên thợ chính. Rồi, lễ trao bằng đến đây. Bây giờ là đến lượt cháu là mở phần quà do các nhà hảo tâm, gồm chiếc phong bì. Cháu Phong đang bóc chiếc phong bì, trong đấy có những gì? Mở ra nào. Một chuyện tiền mặt với cả thẻ Amica, nhà phân phối Sơn Quỳnh Huế. Cảm ơn tất cả mọi người. Và còn một cái phần quà này nữa, tôi chưa thấy anh nào mở ra, anh mở ra xem trong đó có gì đặc biệt. Đây là một cái áo Amica. Rồi, xin chân thành cảm ơn thợ chính. Mong thợ chính sẽ đồng hành cùng đội Sơn Tông Bình. Tông Bình rất cảm ơn cháu Phong.